Cái video này là phần 4 của những cái video vừa rồi. Và mình muốn nhắc bạn thêm. Bitcoin là Bitcoin. Crypto là crypto. Crypto là tiền điện tử. Hai cái nó khác biệt hoàn toàn. Chứ đừng có nghĩ là lúc người ta nói tiền điện tử là bạn là Bitcoin nó nằm ở trong đó. Không phải. Khác. Khác biệt hoàn toàn. Nghe. Bitcoin về lịch sử thì mình sẽ không giải thích ở đây bởi vì nó sẽ tốn rất là nhiều thời gian. Bạn nên quay lại những cái video trước đây mình làm về nó và coi và hiểu nó sâu xa hơn. Nó sẽ nằm ở trên YouTube chứ không phải nằm ở trên cái nền tảng TikTok. Ok. Crypto là tiền điện tử. Tiền điện tử thì nó có một ông CEO, những người đầu tư lúc ban đầu, có chương trình đi riêng của nó và lúc nào nó sẽ xả. Ok, nó khác. Và có gọi là promoter, quảng cáo, để nó tăng trưởng. Ok. Còn Bitcoin là Bitcoin. Nó là vàng điện tử. Ok. Nó là một cái software. Ok. Bất cứ ai cũng có thể đào xuống và chạy nó để chứng tỏ sự giao dịch của cái hệ thống của nó khác nhau. Ok. Thì riêng lúc mà bạn cứ, tại vì nhiều người cứ nói crypto là ở trong đó có Bitcoin luôn, là hoàn toàn sai, nó khác nhau hoàn toàn. Mình khuyên bạn nên bỏ 100 tiếng học về Bitcoin, bởi vì nó có thể giúp bạn trở thành một người giàu có sau này, một người có tự do tài chính. Ok, tự do tài chính. Ok, và tình cờ mình là 2017, mình tình cờ mua nó thôi. Tới 2018 mình mới học hỏi về nó thêm. Ok. Và mình quên nó một thời gian rất rất dài. Ok. Thì bạn nên bỏ thời gian học hỏi nó, bởi vì ok, nếu ngay bây giờ mà bạn chưa có được tự do tài chính, hay là bạn vẫn phải bán thời gian cho đồng tiền, cực khổ, đổ mồ hôi sức lực, ok, đổ máu ra để kiếm ăn, ok, thì mình khuyên bạn học về Bitcoin. Mình có thể ngồi đây nói một về 10 tiếng, 20 tiếng, vài ngày với bạn cũng chưa hết về thông tin về nó. Nhưng mà bạn làm thì bạn mới hiểu nó. Chứ bạn nghe không, bạn cũng không hiểu nó. Bạn phải học, bạn phải bỏ thời gian, mồ hôi, sức lực là. Sau đó bạn mới có sự tin tưởng với nó. Và sau đó bạn ra quyết định bạn có muốn mua nó hay không. Mình khuyên 100 tiếng nó có thể thay đổi cuộc đời của bạn nếu bạn học về nó. Bitcoin có thể coi ở trên Tiền Academy, ở trên YouTube của mình, hay là coi của những